cò bão luôn em ơi, quá đẹp. Rồi chào cả nhà nha. Thì hiện tại mình đang có mặt cả nhà Thánh Anh Ké cả nhà ơi. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ đi săn dạt tiếp với anh em ơi. Thì hôm nay không biết anh em mình đi hai người không biết có thành quả gì không nữa. Thì để Thánh Anh Ké mình quay Thánh Anh Ké ở nhà cùng xem nha. Rồi Thánh Anh Ké ra cả nhà. Hello anh em luôn nha. Thì hôm nay hai anh em mình có cuộc hẹn đi săn đêm cả nhà. Thì anh em mình đi cưới có hai người thôi. Anh Linh Ngáo và anh tài xế bận công việc hết rồi cả nhà ơi. Hiện nay có hai anh em mình đi thử thách hai thằng trẻ đi coi được cái gì không nha anh em. Ok. Hôm nay anh em mình sẽ đi bắn dạt nha. Tại vì nước hôm nay nó cũng thuận lợi cho anh em bắn dạt nữa. Nói chung là hai người không biết bắn được nhiêu con nữa, chúng mình anh em mình sẽ đi đại đi. Không kiếm dạt thì anh em mình cúng cồi xanh này kia. Nói chung mà thì ban ngày thì mình thấy cô bảo về cũng sương sương rồi nha. À, hên hôm nay mình có được em cô bảo nữa không nha. Ok. Rồi, let's go. Lên đường. Cò bão luôn em ơi, quá đẹp. Cười nhỏ luôn em ơi, quá đẹp. Bay, mày thì bay. Mày thì bay chứ chúng tôi to lắm. Bay với chúng tôi nè. Bay với chúng tôi nè. Bay với chúng tôi nè. Cái nhà lắm luôn cả nhà ơi, tuyệt vời quá đi. Sao anh đang ké thấy tắt đèn cái coi. Quá đẹp anh em ơi, trời ơi, cô bảo anh em. tháng này là chưa tới mùa cô bảo mà tự nhiên nay có cô bảo rồi nè. Chắc cô bảo này nó về quá. Ơi. Anh em nhìn cô bảo nhìn giống cuối mùa anh em nè. Giống mùa xét lại nha. Cuối mùa ha. Nhìn cái nhìn nó cổ đỏ rồi nè, lông nè cũng như cuối mùa anh em. Rồi thấy pha bắn sao anh em? Cái pha bắn quá đẹp, rất tự do luôn. Trời ơi trời. Trời cò đâu mua mà đúng tự do luôn. Cò đâu mua. Mập nha, mập nha. Khai trương cò đâu mua luôn cả nhà ơi. Quá tuyệt vời. Hôm nay anh em mình chỉ bắn dạt thôi, vậy mà tự nhiên nay chơi bạn cò này nữa, quá đẹp. Quá đẹp. Bắn quá đỉnh anh em ơi. Rồi, vô dọc. Chúng cậy rồi. Cò xanh luôn cả nhà ơi. Cảm ơn.
quá cả nhà. Quay hết đường chạy rồi. Quay được không? Được, tại nãy dưới cái cây chạy dưới cái cây á. Cho em dính trời. Ok, nói chung là anh em mình hôm nay hơi bị sai anh em ơi. Quá dữ. Một em cò xanh tiếp theo nha. Tao nói nay đi có hai anh em mà bắn được ba con rồi biết à, ăn sao hết nữa nè. Con này mà nãy Khánh chị cay mà nó không lên dí nữa, nó cái chạy chạy tiêu luôn á. Chạy xa. Hai mình anh em mình bắn không có dạt anh em mình bù lại cò xanh với cò bọ rồi cũng được. Lý à. Anh em mà chú ý đi bắn dạt thôi mà nãy giờ anh em mình chưa được con dạt nào hết á. Chắc tại số xui là nãy giờ anh em mình chạy cả tiếng đồng hồ chưa thấy con dạt đâu nha. Không hiểu luôn, nó dạt đi đâu ngủ hết trơn, không có con dạt nữa, một tiếng đồng hồ nãy giờ không có con dạt. Thôi nó cho em bù ra được hai em cò xanh với em cò bọ cũng được. Ok. Ok. Vô rộng. Vô rộng xanh cây xuống nhà máy tiếp mày. Đấy, xuống nhà máy tiếp nè. Từ từ từ. Nè, vô đó. Rồi, bụp. Cất, cất. Quá đỉnh. Cò xanh nha anh em. Còn bỏ đâu đây nữa. Nè anh em. Nói anh em cái này. Tắt đèn tay nè. Ngủ kế bên luôn. Ngủ giấu đầu luôn em ơi. Ừ, cảm giác cò bỏ về thì quá đã anh em ơi. Quá đã anh em ơi. Quá đỉnh. Rồi nói chung là hôm nay anh em mình sai mồi sai cò anh em ơi. Quá đã. Năm em rồi nghe anh em. Năm em rồi đó nghe. Lắm. Okay. Hai bọ giờ nhiêu ta? Ba xanh. Ok. Ok lắm. Hết rồi cả nhà. Hết. Ừ. Mất tiêu nha. Tình cảm được. Tới cái chuyện dàn ké của con này dạng con nãy. Anh em ơi. Quá quá. Ít nữa anh em ơi. Trời. Đó. Gặp con này ở đây. Chạy ít nữa anh em ơi. Hả? Đứa anh em ơi. Cái gì vậy? Vô học con này ở đây tính tiếp. Ủa alo. Ủa alo anh nữa anh em. What the fuck? What you man? Cái gì vậy? Nè anh em. Quá vậy hết luôn rồi. Đây mấy con này bốn con rồi. Trời trời trời.
Gì? Hả? Không hiểu luôn. Ếch đâu mà trong này dữ chạy. Thật sự hồi xưa giờ quê anh em mình không ếch là hiếm lắm mấy anh em. Tự nhiên nãy giờ đi đây đắng chắc 50 mét à, 40 mét. Ê, không hiểu luôn. What? Bây giờ mình để mình dài thêm 50 mét nữa mình coi được em nào nó cái nhà. Ok ok. Vì mình liên tục luôn, thấy ham vậy trời. Liên tục luôn. Thôi giờ mình sẽ về làm món ếch kho. Ếch kho ăn cơm trắng hết bài. Ok. Ok. Ở dưới giờ này mình để anh em mình về nhà anh em tính sao nha cả nhà. Ok. Nay mình vô rồi, vô. Vô. What? Ếch đó cả nhà. Này ếch quá trời, này anh em mình đi bắt ếch luôn chứ nghĩ đi bắn cò. Đi bắn dạt cả nhà, này hắn. Cầm lấy hắn. Trời ếch đâu dữ vậy trời. Này. Cầm đi bắt nó đây, bắn còn nữa cả nhà. Cầm chắc nha. Chưa giờ mình mới thấy ếch mà dễ ăn vậy luôn á nha. Không à, ếch riêng mé xong mình mới dạng đúng rồi cả nhà. Ếch trên ruộng á. Mé. Xong dạng kỳ cả nhà. Ếch tiếp cả nhà. Con bữa này giặt cháy luôn anh em. Trời ơi, con này dễ nhát nha cả nhà. Con này là mình phải lộn tay xuống dưới này nè. Bỏ nó lên. Giống ếch là ếch mình nuôi vậy ta. Ếch nuôi đâu, ếch đó giặt cháy mà. Ừ, ếch này. Con này không quay đồng. Thôi cãi đi. Thôi, cãi đi. Chung là anh em mình vô mùa ếch. Nhẹ nhàng nha. Ếch mình phải nhẹ nhàng với nó. Tay mình phải từ từ nè. Cái mình để nhẹ vô lưng nó chụp nè. Dính. Ếch dễ ăn chứ trời. Lại là ếch. Nhìn không giống ếch ta. Nãy xa nhìn không giống, sao gần giống. Vô tiếp anh ơi. Nhảy quá nè. Rồi lượm ếch chưa anh em ơi? Thu hoạch ếch nha. Một em, hai em, ba em, bốn em, năm em, sáu em, tám em rồi, bảy em, ấy gì vậy, tám em rồi, từ bình tĩnh lên, tám em rồi, còn em nữa, chín em, tám em rồi, như hợp đồng này em đó nè, chín em, quá thiệt là bọc nữa nha, này cái cỡ 3 kg đó, rồi, nè. Rồi đây sắp gom đồ ná vỏ nước luôn á. Ná vỏ nước. Nhà tao đang ké luôn cái nhà. Vút tóc được chai với trời. Ẻ quá. Giờ tới nhóc ẻ không nổi. Chưa nhóc ẻ rồi. Ẻ dưới chạy nó bụng. Ẻ đây. Quả này mình nghe cả nha. Hành quả này mình đây. Quả ếch, cò. Giờ anh em mình sẽ nhổ lông nha. Ếch này anh em mình sẽ chia nhau về ăn hai hàng chỉ đôi, còn anh em sẽ mần nướng nha. Ok.